Đây nha các cụ nha, em chào tất cả các anh em nha, chào tất cả mọi người nha. Đây, hôm nay em làm video để cho các anh mọi người xem cách lấy mật ong nha. Ngày xưa là chúng ta dùng đốt hương hoặc đốt cái gì có khói để con ong nó sợ, nó đi, nó đỡ đốt, nó bỏ nó gì. Nhưng mà bây giờ thì có cái ống phụt khói rồi, dễ dàng hơn. Đấy, lấy chúng ta lấy từng cầu một ra một đấy ạ. Để ra quay lấy mật nhá. Ui giời. Rũ hết sạch. Mỗi tổ lấy mấy cầu anh? Hết luôn. Tùy theo mùa, mình lấy bao cầu. Anh lấy hết luôn. À, mùa hè là nó lấy được hoa luôn, không cần đúng không? Mùa đông thì để lại một cầu cho nó ăn đúng không? Đấy. Chúng ta mang lên để cho vào máy để quay nhá. Đây. Dụng cụ quay ong đây. Trên bản em quay mật ong như thế. Đấy, dụng cụ quay ong đấy ạ. Là dao lạng cái nắp vảy, nắp mặt. Cái lạng chưa? Ai bảo lạng chứ? Này cưa có cưa cũng kéo, ấn một phát là bẹp đúng rồi. Lại cái nắp bây ra. Còn đây máy quay đây, thùng quay ong. Cái này gọi là máy thô sơ, nó gọi là thùng quay đấy. Máy thủ công. Máy thủ công đây. Cho vào chúng ta quay là mật ong sẽ văng hết ra nhé. Khi con ong lấy đầy mật thì nó sẽ đậy nắp của những cái kho của nó lại. Thì chúng ta gọt cái nắp ra. Thì quay thì mật mới văng ra được. Đặc mật luôn. Cả hai bên. À, thế còn dưới này là con ong con à? Ong con. À, dưới này là ong con. À, câu rồi. Con trắng trắng rồi. Đây. Đó. Vẫn cứ lấy. Em quay thật gần để mọi người xem nha. Phịt khói vào mùa giống ong này, cứ phịt khói vào là nó không đốt nữa các bạn ạ. Em đứng gần này có sợ nó đốt không? Cầu mới đẹp luôn. Ừ. Ôi mũi tướng đầy. Đừng bóp chết nó. Ở dưới góc ấy. Ở dưới góc. À thế là cái cầu ong mà có một con đẻ góc hay là mũi tướng à? Sao không để lại để chuyển thành ổ mới? Mùa này chiêm gì? Thế chiêm mùa nào? Cuối vụ mùa còn chiêm gì nữa. Bắt ra là từ tháng 3 đó. Tao vừa rồi tao bỏ ra thì chẳng
treo mỗi hai cầu ngoài được mỗi mỗi cầu đường mặt. Đau. Quá đẹp luôn. Đây. Gọi vấn là gì? Vâng, tư chỉ. Anh vừa gọi. Alo. Anh gọi em à? Ừ, sao lâu thế? Đi đâu anh? Hả? Đi đâu? Sáng tôi chưa thấy anh gọi. Chứ trông có hai anh em mà đi ăn sáng, đợi chút thì sáng rồi. Mang lý rượu trắng để tráng thùng quay ong đây. Hả? Mang lý rượu trắng để tráng thùng quay ong. Nhìn tên để giả cầu đây. Trắng mặt. Hành tay lên. Ông ấy đang bắn phạch phạch kia rồi. Điện thoại vứt mẹ xuống hố phân. Điện thoại ừ. Hải nữa. Alo. Toàn thằng có tiền để cái điện thoại cũng muốn ném đi. Đây 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 anh ơi. Lên hồ đã đang quay ông. Mang rượu trắng lên đây để tráng thùng quay ông. Mang rượu trắng để tráng thùng quay mật ong. Cái điện thoại Hải này nhắc. Đây nhá. Đây là một nên lần nên quay đây anh ơi. Một lần quay là 4 cầu nhá. Đấy thì nó mới cân được. Giờ quay ngày xưa. Quay cái hai đây. Cầu. Hai cầu á. Móp cả thang. Bắt đầu chảy ra đấy. Không lo tao bị. Quay là móp cả cầu à. Mặt đây nhá. Các cụ nhá. Mặt rất nhiều. Chảy ra luôn à? Chảy ra luôn. Mặt chảy rất nhiều. Cầu nào được không nhấc vào cho vào đây. Nó đỡ chảy. Này có gì chống rồi. Chưa hết. Chưa hết rồi. Đây này, để con hai tí. Đây. Lỗ đây. Đây. Biết cái đống vùi ong về mà làm. So với khi chúng ta cắt lên ra chưa? Đây chúng ta cắt ra là mật đầy nguyên nha. Đấy. Chúng ta cắt ra đây thì mật đầy chặt nha. Đấy, còn khi quay xong rồi thì các bạn chỉ nhìn thấy còn lỗ không thôi nhá. Còn mật ra hết rồi đấy. Quay chỉ còn lỗ không. Rút cu ra lỗ nhìn là giống toác. Rất là đẹp. Mật rất là nhiều. Đấy. Anh chàng xuống như thủy thủ ấy. Đây. Bắt điện thoại. Đã màn. Đi ngã cầu anh vậy. Đi cầu lít. Ôi con này chắc phải 1 lít mặt. Chứ là lít hết sao. Một cầu chỉ có mặt không cái này. Đâu cầu đâu. Cầu ra đây. Đây. Trong đúng. Ăn đồ ác ấy. Con này ác này. Lít mà. Toàn mặt không.
vòng tàu. Cái này quay đi quay lại à? Không, đã đủ rồi mà còn quay. 4 cái mới được quay, 4 cái nó mới cân. Lệch bằng giữa cầu này. Đấy, mặt đấy. Cái cầu mắt chắc phải, cầu đấy chắc phải được 1 lít ạ. Có 1 lộn. Mẹ lít mặt nhiều lắm. Nói rất bậy. Đang quay YouTube, ông nói bậy chứ. 1.000 người xem rồi đó. Cái này phải đặt thế. Đấy. Được mấy rồi? Trong hay được mấy rồi? 3 rồi. Mày quay trên này, quay dưới kia nó đốt chết. Ai đốt chết. Vô vẽ. Đau lắm. Sao đốt nhiều ngứa thì nó đau rồi. Nó quen cái lượng chất của nó trong người mình đủ rồi. Ngứa thì gọi là mũi đốt. Ừ. Như đại đợi. Cái câu của ông bác cầm nặng nhỉ. Câu nào cũng như này. Bắn từ đây lên. Cứ chỗ nào viên nắp trắng này là còn. Anh ấy vẫn tiếp tục đi lấy. Nhà rất chi là nhiều. Ong này thì gọi là ong nuôi, nhưng mà chả cho ăn gì cả. Để ở ngoài vườn thôi nha các bạn ạ. Cái hộp đấy là cái hộp phụt khí, phụt khói, còn bên trong là cho rơm dạ vào, xong rồi nhét đầy đốt ở trong đấy. Tạo ra khói để phụt để cho con ong nó khỏi đốt. Quay chậm thôi. Quay bây giờ nó vớt, đang quay nhanh, quay phát nhanh ngay vỡ tan cầu luôn. Rất là nhiều. Một lồng này là có 6 cái cầu. Đấy. 6 cái cầu như vậy ạ. Rất là nhiều ong. Toàn ong là ong. Nhiều quân lười. Đàn rất nhiều đông nhưng mà nhiều quân mà lười. Đấy, những đàn ít quân thì lại mặt rất đẹp. Đàn ông ít thì mặt rất kém. Đây nha các bạn nha, đây là cách quay ong nha, cách lấy mật ong ở nhà nha. Đấy, chúng ta làm lồng để nuôi ong thì cách đây là cách lấy mật nha, chứ không phải như ong tự nhiên là chúng ta chơi cả tảng hay là
con ong không có chỗ ở. Đây là cách lấy mật ong nuôi ở nhà đây. Tôi quay mật ong nó văng ở trong lồng quay xong rồi nó chút xuống và chạy dưới. Đây mới là mật thực tế này. Đứng đây xem, đây mới là mật thực tế này. Còn không phải là mật như ở các nơi tôi nghe như Hải Dương hay là cái gì. Mật nấu bằng bí đỏ đâu. Trên đây còn không, 7 8 câu. 2 4 7 câu. 7 câu. Rất là đơn giản, rất là nhanh. Một cái lượt mặt trên đấy là toàn mặt tất nhỉ. Trên chỉ để dành cho mặt. Mặt rất nhiều luôn. Mật xịn luôn đấy. Cứ bảo mật rừng mới lại mật nuôi. Nuôi đây thì nó cũng lấy từ cây hoa về chứ có cái gì đâu đúng không? Mà mật rừng thì cũng lấy từ cây hoa về, nó khác gì nhau đâu. Nhà kiểu có những nhà nó chặn đường. Nhiều người không gì vậy bảo là mật rừng 5-700 nghìn một lít, triệu một lít cũng mua. Nó đều ở cây hoa cả. Quăng hết ra thành. Xong chảy xuống. Ui giời. Quăng phát nó chảy to chưa? Tí là đầy xô này. Ui giời, nhiều chưa? Rất là nhiều luôn. Cứ 4 cầu này mà quay chắc phải được 2 lít ấy nhỉ. 2 lít, một phát quay này được 2 lít. Tầm khoảng đi dưới hai lít, nếu mà được những chỗ làm nhiều nhiều mật là được hai. Cái này quay ở cái này cắt, cái này để cái bát ô tô đây này, gạt mình gạt cái con dao nó dễ. Rất là nhiều, rất là nhiều. Ui giời, rất là nhiều luôn. Ở đây rất là đẹp nhưng mà xa quá, khó nhìn, hơi khó nhìn. Đấy là cách lấy mật ong nhá. Mình quay qua để cho các bạn xem. Đây là cái mật mình gì ra được đóng vào chai nhá. Đây mật đây. Rất chi là đặc. Đấy các bạn nhìn chưa? Bỏ đặc sánh như mật ong. Mật đặc sánh luôn. Ui giời. Đã thế. Mình phải thử tí. Mình phải thử tí. Thôi cho mình thử hai tí, một tí nữa này. Nó khe, có uống được khối ấy. Ừ. Ngon. Ngon lắm. Dẻo ngon quẹo luôn. Ngon lắm. Ngọt lít. Cái này nó ngọt phải có mấy đường nhé. Ui dẻo thế không ạ. Đây còn cái nắp mình cắt ra đây. Cái sáp ong đây.
cái sáp này cũng ăn được nha. Cái sáp này ăn mật còn rất nhiều mà ăn nó dẻo như kẹo cao su ấy. Như kẹo cao su. Ừ. Trong này còn đầy mật. Nhai rất dẻo. Rất là ngon. Đây vào đây là chúng khi xong rồi là bà chủ đóng vào chai nhá. Chai này 1 lít. Nhưng mà tôi bán ở đây là tầm 200-250 một chai nhá. À, thành quả quay mặt đây. Rất là nhiều. Đó. Một chai mật. Đây là quy trình quay một tổ ong nhá, quay ong của một buổi nhá. Mình làm video cho các bạn xem. Rất là đơn giản. Nhanh như kẹo cao su nhỉ. Nhưng mà thả vào tủ lạnh nó lại không ra rất là ngon. Nhà bã cho mọi người xem. Đúng như kẹo cao su. Ai mà còn thắc mắc mà còn chưa hiểu về quay mật ong như nào thì hôm nay các bạn xem là các bạn sẽ biết là cách quay mật của những người nuôi ong nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nha. Chào các bạn nha.